Với tinh thần lá lành đùm lá rách, những năm qua, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Hạ Hòa đã phát động và duy trì chương trình nồi cháo nghĩa tình, đem đến những bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng đến với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện. Nồi cháo dinh dưỡng được nhân viên của khoa dinh dưỡng Trung tâm Y tế huyện Hạ Hòa thay đổi thực đơn hàng ngày. Từ những nguyên liệu tươi ngon, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, những bát cháo nóng hổi được trao cho người bệnh, chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của cả cộng đồng. Chúng tôi cảm thấy là rất là vui khi mà bệnh nhân nhận những bát cháo này thì họ rất là vui vẻ, phấn khởi. Nên là chúng tôi cũng cảm thấy là mình đã góp được một phần nhỏ bé vào cái chương trình nồi cháo nghĩa tình cho đem đến cho bệnh nhân, cho người nghèo. Được là có cái nồi cháo nghĩa tình của Hội Chữ Thập Đỏ để cũng giúp đỡ các bà rồi ở xa ở gần, thì có điều khó khăn người thì là ở xa, người thì không có con cái chăm nom là cũng đỡ được, vừa về chất lượng, vừa về kinh tế, vừa về tình cảm. Nồi cháo nghĩa tình do Hội Chữ Thập Đỏ huyện Hạ Hòa tổ chức đã được duy trì 5 năm liên tục tại Trung tâm Y tế huyện, thực hiện cấp phát 50 suất cháo mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, với tổng kinh phí trong 5 năm là trên 650 triệu đồng. Nồi cháo nghĩa tình đã mang đến 65.000 bát cháo dinh dưỡng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm qua thì chúng tôi đã cảm nhận được cái niềm vui của bệnh nhân khi nhận những bát cháo buổi sáng từ chương trình nồi cháo nghĩa tình tại Trung tâm Y tế huyện Hạ Hòa. Niềm vui của bệnh nhân là cái động lực cho chúng tôi tiếp tục duy trì cái nồi cháo nghĩa tình trong thời gian tới và sẽ nâng cao cái chất lượng bát cháo tốt hơn nữa. Nồi cháo nghĩa tình là sự quan tâm, chia sẻ của cả cộng đồng đến những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Những bát cháo nghĩa tình đã làm ấm lòng người bệnh, tiếp thêm cho họ động lực để vượt qua khó khăn, chiến đấu với bệnh tật.